Alo, vâng, chúng ta hãy cùng đến với giải miền Bắc lần thứ 7 thôi. Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp của Game TV. Trận đấu đầu tiên, trận đấu ra mắt của Game TV ở giải AOE miền Bắc lần thứ 7 đã chính thức bắt đầu rồi. Đội hình của Game TV ra quân hôm nay gồm có... chính thức là Game TV Hà Nội. Vâng, chính thức là Game TV Hà Nội hôm nay ra quân với một game thủ màu 8 các bạn có thể theo dõi ở trên bản đồ. Chính là game thủ Gunny. Màu 7 chính là game thủ Zidane. Màu 6 là game thủ Chip Boy. Và cuối cùng Phang Thị Phập là của game thủ, vâng, chính là núi của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những tình tiết đầu tiên. Vâng, như vậy là bên kia dường như là có khá nhiều quân tuyển. Tôi đã nhìn thấy có Garrick, có Kata rồi. Khá nhiều cái thể loại quân chém tuyển. Bây giờ chúng ta hãy cùng lần lượt đá qua các màn hình của các game thủ bên phía Game TV. Đây là G Zidane của chúng ta. Vâng, G Zidane hôm nay thi đấu với cái bản đồ được hack những cái khung nhỏ. Như vậy là hack những cái khung nhỏ để có thể để bo nhà dễ hơn. Nhưng đây là bản hack được cho phép ở trong thi đấu đế chế. Đây là màn hình máy của game thủ màu 7 G Zidane. Đây là màn hình máy Macedonia của game thủ Gunny. Đây là màn hình máy game thủ Roman nữa của game thủ Phang Thị Phập. Vâng, Phang Thị Phập chính là game thủ núi. Và cuối cùng, chip của chúng ta, chip được cầm Minwan trên góc 12 giờ. Tuyệt vời! Chúng ta hãy cùng đến với trận đấu đầu tiên. Ở trong trận đấu này, chúng ta hãy xem màn hình của game thủ Zidane đi. Để xem lần đầu tiên Zidane lên sóng, anh sẽ thi đấu như thế nào. Vâng, hôm nay với sự góp mặt của Zidane ở thể loại vòng bảng. Sau đấy nếu thi đấu và dường như là cũng sẽ vượt qua được vòng bảng. Nếu vượt qua được vòng bảng thì sẽ có sự góp mặt của game thủ 9X. Vâng, 9X thì vẫn đang ủ mưu. Vâng, dường như là sáng nay có một cuộc điện thoại và 9X bảo là đang ủ mưu. Em ủ mưu để thi đấu ở vòng chung kết. Vâng, như vậy là Zidane đã được đưa vào sân thay thế cho 9X ở những thời điểm đầu. Vâng, Zidane hôm nay sát cánh bên anh, ngồi bên cạnh bên anh luôn chính là game thủ Gunny. Game thủ Gunny. À vâng, vâng, như vậy là Zidane màu 7 bán máu. Ở trận đấu này Zidane màu 7 bán máu được cầm Roman. Như vậy là bầy hươu đầu tiên có 6 con. À như vậy chính xác là 7 con, đá về chính xác là sạt được 2 con rồi. Vâng, những cái khung trắng thế kia sẽ làm cho game thủ Zidane của chúng ta có thể bo nhà dễ hơn. Vâng, gà thì thường nó phải như vậy. Cần phải có những cái biện pháp hỗ trợ để cho Zidane có thể bo nhà dễ hơn, tránh fit. Rất may là được cầm Roman, một thể loại quân có bánh xe, nhà cửa thì lại rẻ nữa. Tương đối là ổn rồi. Với Zidane như vậy là đủ ở trong trận đấu này rồi. Chúng ta hãy chuyển qua các màn hình khác thôi. Đây là màn hình máy. Ôi rồi ôi, Gunny đang câu hai voi phía xa, thêm một voi nữa, làm một phát ba voi lên truyền hình luôn anh ơi. Được hay không như vậy? Úi rồi ôi, xuống dốc, cẩn thận. Vâng, như vậy là hai voi vẫn đang lừng lững tiến về nhà chính. Tương đối đẹp. Ô, quay đầu rồi, khá đáng tiếc. Một pha thằng nông dân của game thủ Gunny còn khá ít máu và anh không dám liều lĩnh quay lại chơi tiếp con voi kia. Bây giờ thì tạm thời có một tên quay đầu nhưng không sao. Bây giờ game thủ Gunny sẽ tiếp tục đưa nó về lần thứ hai thôi. Như vậy tránh tình trạng bắt tay đưa con này về trước. Như vậy là ổn rồi. Gunny cũng tạm thời là ổn rồi với một cái bài Macedonian của mình. Bây giờ thì chuyển sang game thủ núi thôi. Game thủ núi hôm nay lấy cái tên nói chung là cũng không thực sự thơm tho cho lắm. Vâng, Phang Thị Phập. Đây rồi, Phang Thị Phẩm tham lai Roman đã là 22/24. Cũng quả phụ, cũng yêu, cũng voi. Như vậy là trong trận đấu này Game TV khá tươi rồi. Được, như vậy là được. Một pha chuẩn bị, có một pha thiết kế chiếc BG tiếp theo nữa. 23 nông dân nhưng chiếc BE đã hiện lên con số 23/28 rồi. Liệu có một pha không triệt sản của game thủ núi kịp hay không? Như vậy tham lai đã là 24/28. Tiếp tục dặn thằng nông dân thứ 25, sau đó mới kích đời ư. Như vậy là núi ở trong trận đấu này nằm cái thế có thể gọi là dơ mặt ra cho game thủ Chip Boy cầm Minwan. Chúng ta hãy chuyển sang Chip Boy cầm Minwan xem có đủ đồ lên đời không, bàn nhà có đẹp hay không. Đây rồi, Chip Boy vâng nhà rất nhiều rừng, một thế rất kín, rất đẹp cho Minwan đánh cung ở trong trận đấu này. Như vậy là cũng 26 nông dân và dường như cũng đã kết đời rồi. Như vậy là Chip Boy của chúng ta hôm nay sẽ sắm vai người hùng ở trong cánh, người hùng Minwan ở trong cánh trên 12 giờ luôn. Như vậy là chúng ta hãy chuyển sang màn hình máy của game thủ Zidane đi. Xem Dan thi đấu như thế nào. Như vậy cũng 25 nông dân. Vâng, Dan rất chắc cú. Đánh kiểu không sợ fit. Để 25 nông dân tí bánh xe sau đấy chạy. Còn lại anh cứ chạy thôi.
Vâng, anh cứ lên đời mà chạy thôi, không cần quá nhiều. Anh cứ lên đời xong đấy rồi nâng bánh xe rồi là chạy thôi. Còn dặn được con chém nào rồi thì chém, dặn được con giò nào thì dặn thôi. Vâng, tham lai đã là 25 trên 28 và chuẩn bị lên đời rồi. Như vậy là Zidane của chúng ta cũng không hề vớ vẩn đâu. Zidane cũng không hề vớ vẩn đâu với một cái bài Roman lên đời rất sớm. Các bạn có thể thấy là có lẽ là chỉ đầu 10 thôi. Có lẽ là 10 10 hơn 2x gì đấy thôi. Như thế là một bạn có thể nói là Zidane đang đang thể hiện được cái phong độ của mình khi lần đầu tiên lên hình và lần đầu tiên sát cánh với những top 1. Được, như vậy Zidane có thể nói là đang đánh rất hay. Kích đời như vậy là 13x, có thể vọt sang con số 3x nhưng không sao, với Zidane như vậy là được. Không cần yêu cầu ở anh quá nhiều. Vâng, các bạn có thể thấy là những cái góc bản đồ và những cái chấm vuông màu trắng ở trên bản đồ đã giúp cho Zidane có thể bo nhỏ lại những cái nhà cửa của mình một cách kín kẽ nhất. Chuẩn bị con cờ giò được sản ra, nâng luôn cái công. Vâng, Zidane đang đánh như top 1 luôn. Không có một sự sai lệch nào hết giữa top 1 và Zidane trong trận đấu này tính đến thời điểm này. Rất hay. Vâng, chiếc ruộng thứ hai rất tốt ở trong trận đấu này, tuy không có hốc, không có chỗ để chui vào đẹp nhưng Zidane biết cách làm thế nào để anh có thể có một cái bài Roman ở đầu cánh có thể gọi là chém được. Ba chiếc ruộng đã được quay ở nhà chính rồi. Đây rồi, game thủ màu 3 đây rồi. Màu 3 bên kia cầm quân gì? Như vậy là mặt cười không biết cầm quân gì đây. Bãi vàng game thủ màu 3. Vâng, vẫn đang hở như răng thị nở. Bây giờ thì chơi vào nhưng con ngựa giò chưa có giáp, không hề dám manh động. Bây giờ thì lấy giấy tai thôi. Chơi đấy. Như vậy là Catanian rồi. Catanian cũng lên đời rất sớm. Các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình, Cata lên đời rất sớm. Bây giờ thì chơi tiếp vào những thằng nông dân còn lại. Vâng, Zidane đang đánh rất bay. Các bạn có thể thấy Zidane đang đánh rất bay. Bây giờ tiếp tục một thằng dân. Một thằng dân nữa. Quá, quá hay. Zidane đang đánh rất hay. Các bạn có thể thấy là rất nhiều nông dân ăn vàng của game thủ màu 3. Nhưng tên này, có lạc đà rồi. Én, đúng rồi. Bây giờ chờ lên bánh xe và xong những con sọc đơn. Còn những con chém đẩy thẳng vào trong cánh. Zidane chạy. Được hay không? Như vậy là vẫn ép được. Hay. Được rồi, tốt. Chuyển sang màn hình máy của game thủ Gunny thôi. Vâng, như vậy là Gunny đã là 26 trên 56 rồi. Nạn nhân đầu tiên của game thủ Gunny trong trận đấu này sẽ là ai đây? Đẩy đi. Vâng, nạn nhân của game thủ Gunny sẽ là ai? Đây rồi, cái thủ màu 2 của chúng ta. Màu 2 cầm quân gì đây? Glick ư? Nếu mà Glick thì là các cò. Vâng, y của game thủ Gunny cũng chỉ là y Macedonia thôi. Gặp y của Glick thì cũng các cò. Bãi gỗ dường như vẫn lọt. Có lọt hay không? Như vậy là đây rồi, như vậy là chính xác Glick rồi. Càng cò. Và Gunny ngay lập tức chơi ngay một lượt giáp cho con y của mình. Như vậy là Gunny vẫn đang hết sức chắc cú. Đúng rồi, bây giờ hai con đi ra đâm. Vâng, một đánh hai, hai đánh một, không chột thì cũng què. Gunny đang chơi cái bài đấy. Và con Y-Grick, đây rồi, bãi vàng đang còn hở rất nhiều. Lao vào. Ăn hàng, bây giờ là bơm cho Chip Boy một chút. Chuyển sang màn hình máy của game thủ núi thôi. Núi cầm Roman, không biết có một bài tay to trước nhà của game thủ Chip của chúng ta cầm Minoan hay không. Đây rồi, Roman, tham lai 3-2 rồi. Như vậy là rất tươi ở trong trận đấu này rồi. Rất hay, như vậy là các game thủ bên phía Game TV dưới sự có thể nói là lãnh đạo của game thủ Gunny đang thi đấu rất tốt. Tham lai đang là 32 của game thủ núi rồi. Rất hay, bây giờ cuối cùng được chuyển sang Chip Boy xem mấy nhà A rồi. Ôi, chạy. Vâng, rất tỉnh, núi cũng rất tỉnh, chuyển sang game thủ Chip thôi. Như vậy là dường như mới có ba nhà A được thiết kế thôi. Bánh xe luôn. Ồ, nhà khá kín nhưng vẫn bánh xe luôn. Vâng, nhà rất giàu, các bạn có thể thấy là bãi quả phụ bây giờ vẫn ăn chưa hết. Tiếp tục chuyển đi thôi. Bây giờ chuyển sang với cả Zidane, xem Zidane đã bao nhiêu. Như vậy là Zidane vẫn giữ được cái tham lai 32 của mình. Rất hay. Chơi nữa. Đúng rồi. Zidane đang đánh rất tốt. Các bạn có thể thấy là bây giờ lạc đà phù được kẹp với sọc đơn. Chơi thẳng vào nhà kiếm thủ màu 3. Phía bên kia màu 3 không biết cầm quân gì. Như vậy là dường như màu 3 ở trong trận đấu này đang choáng váng với Zidane rồi. Zidane đang đánh rất hay. Vâng, bây giờ phù ra thì cứ đứng ở nhà mà thủ trước những con lạc đà của Catanian. Còn những con sọc đơn và những con lạc đà của mình phù được thì đẩy sâu vào trong cánh. Không, đẩy sâu vào trong cánh, không chơi nhà này nữa. Không chơi nhà này nữa, bây giờ lạc đà ra sang ta phù, đúng rồi. Chạy sâu vào trong cánh đi Zidane ơi. Rất hay, như vậy là Zidane đang đánh rất chuẩn bài. Có thể thấy là đi cho nhà kiếm thủ màu 3, không có một hơi thở nào rảnh rỗi. Ồ, như vậy là màu 3 vẫn chưa có bánh xe, quay lại ăn dân vàng. Đúng rồi,
Zidane đang đánh rất tốt. Bây giờ thì chuyển sang màn hình máy của ghế tủ Gunny, lãnh đạo Gunny của chúng ta trong trận đấu này. Tham Lai vẫn đang là 32/72, mặc dù đầu cánh bên kia đối đầu với lại game thủ, đối đầu với game thủ màu 2 cầm Greg. Gunny đang đánh rất tốt. Toàn bộ team Game TV Hà Nội đang đánh rất hay, các bạn có thể thấy đang đánh rất hay. Chuyển sang màn hình máy của game thủ núi thôi. Một cái tham núi Roman bây giờ đã là bao nhiêu? Như vậy là núi là người Tham Lai còi nhất ở trong trận đấu này tính đến thời điểm này rồi. Tham Lai của núi bây giờ chỉ mới lên là 30 thôi. Đang rất còi núi bây giờ. Dù nhà nó khá nhiều rừng nhưng núi đang rất mất tay bo bế ở những cái kẽ rừng của mình. Tương đối mệt với núi trong tình huống này rồi. Bây giờ chuyển sang màn hình máy của game thủ Chip Boy thôi. Ồ, Chip Boy đã là 62 rồi. Bây giờ thì 5 nhà A. À như vậy là mới 4 thôi. Nhưng quan trọng là một nhà A ở phía trong bây giờ đã có thể đứng thủ lại tất cả những loại quân công vào tính đến thời điểm này. Bên kia dường như là không có cái thể loại gì chống được Minoan ở trong cái đời 3 này đâu. Rất hay, như vậy là Game TV 9X đang đánh có một thể, có thể nói là một trận cửa trên xứng đáng của mình. Tốt, chuyển sang màn hình tiếp tục xem Zidane tiếp rồi. Đây rồi, Zidane tham lai 31/60 đang bị hấp diêm rồi. Bây giờ thì anh bị hấp diêm rồi. Cả cái tủ mùa 1 và cái tủ mùa 3, mùa 1 trong trận đấu này cầm quân gì đây? Taliban hay là cái gì đây? Liệu có phải là Taliban của cái tủ mùa 1 hay không? Vâng, đàn đang rất nhiều nông dân ôm gỗ, các bạn có thể thấy là rất nhiều nông dân ôm gỗ ở cờ Zidane chúng ta. Vâng, vẫn còn một thằng... Ô! Chết rồi, cái tủ mùa 4 đã đẩy Cung An ra ngoài, hãy cẩn thận. Vâng, chúng ta hãy tiếp tục quay trở lại với màn hình máy game thủ Zidane. Đây là tham lai 32/56. Bơm 100 vàng cho dường như là game thủ màu 7. Có phải là game thủ Phạm Thị Phập không? À không, như vậy, à xin lỗi các bạn, không phải là game thủ màu 7, dường như đấy là game thủ màu 8. Bơm cho Gunny thì phải. Đúng rồi, chúng ta thấy Gunny âm đồ. Bây giờ chuyển sang màn hình máy game thủ Gunny thôi. Vâng, Gunny vẫn có một cái tham lai 45/88, nhưng sau tuần này chắc chắn sẽ tụt thôi. Thậm chí là tụt thảm hại. Bãi vàng của game thủ Gunny, các bạn có thể thấy là nông dân bây giờ đang đứng chịu trận. Tụt tiếp vào trong nữa, đẩy con đi ra ngoài, đúng rồi. Vâng, Gunny vẫn đang đánh hết sức tinh tế. Vâng, những cái bài cầm Y Macedonian của mình hết sức tinh tế. Bây giờ thì tay đôi với lại game thủ màu 2 cầm Greg. Căng cỏ như vậy là ở tình huống này là cửa dưới rồi. Căng lắm, bên kia Y Greg chạy nhanh lắm, áp sát nhanh lắm, đâm nhanh lắm, rát đít lắm. Những con Y Greg các bạn có thể thấy rát vô cùng. Bây giờ thì đang vô cùng mất tay ở các địa điểm nhà mình. Ai là người ra cứu game thủ Gunny ở tình huống này? Chuyển sang màn hình máy game thủ núi thôi, hàng xóm của Gunny. Vâng, như vậy là núi đây rồi, tham lai 49/72. Vâng, hàng xóm của Gunny. Rất hay, bây giờ hàng xóm của Gunny bây giờ đã là 51/72. Rất tốt, núi đang hồi trở lại sau một tên. Ô, đây rồi, Chip Boy đẩy ra, chuyển sang màn hình máy game thủ Chip Boy thôi. Đây rồi, tham lai đã hơn 1 lít rồi. Vâng, Zidane sang giúp vào nách của Chip Boy rồi. Zidane đã không thể chịu được, không thể hứng chịu được cái những tấn công nhà của cả game thủ màu 3 và cả game thủ màu 1 chơi vào. Zidane đã quá khó chịu, bây giờ anh quyết sang giúp vào nách của Chip Boy. Vâng, Chip Boy không biết có bị viêm cánh hay không. Nếu viêm cánh thì Zidane, nếu viêm cánh thì Zidane đấy là một thảm họa. Nhưng nếu không thì nếu Chip Boy khỏe và không viêm cánh thì Zidane có thể nói là giúp vào đây là một cái hốc quá ấm của mình rồi. Vâng, bây giờ thì chưa làm nữa. Hay quá, bây giờ Chip Boy đẩy ra. Chip Boy đẩy ra và game thủ Zidane đảo cộng với lại game thủ màu 5 của chúng ta Phan Thị Phập đảo nữa. Có ăn được tên này hay không? Dường như game thủ màu 4 cũng cầm Minoan thì phải. Chưa có một tên xoa quân tiếp theo, chưa biết màu 4 cầm quân gì. Ô, đây rồi, gặp rồi. Bây giờ có lạc đà đảo, có lạc đà đảo. Nhưng bên mình rất nhiều sọc đơn. Các bạn có thể thấy là hai Roman bên mình. Đáng chú ý hơn nữa là Roman màu 5 Phan Thị Phập rất nhiều sọc đơn. Các bạn có thể thấy là rất nhiều sọc đơn. Bây giờ thì chơi vào đi. Được hay không? Và đắp hai cái ruộng sát quá. Chip phong cách đắp ruộng của Chip rất ghét. Các bạn có thể thấy là cứ phải cái thỏ cái thụt mới được. Chứ không cứ không có cái kiểu mà cứ thẳng ra là cứ thẳng ra khoảng cách một BE. Chip không bao giờ Chip đóng đâu. Khó chịu lắm. Chip phong cách đóng ruộng luôn là như thế. Bây giờ thì chuyển sang màn hình máy của Zidane. Xem Zidane thở thế nào một chút. Vâng, Zidane tham lai vẫn đang giữ được cái tham lai 28. Xúc vào nách của game thủ Chip đang ôm gỗ. Đang có thể nói là đang ôm gỗ rất nhiều. Ô, Cung Aminoan hãy cẩn thận. Ui, giật cả mình, cứ tưởng tên vừa rồi có lửa rồi thì mà ngớt. Nhưng không, đấy chỉ là một tên cái bản đồ này nó như thế. Bây giờ chuyển sang màn hình máy game thủ Gunny. Vâng, Gunny các bạn có thể thấy thi đấu một cái bài mà ô, cẩn thận lọt nhà, cẩn thận lọt nhà. Vâng, Gunny đã lường trước được tình huống mình sẽ lọt nhà, quyết định ôm toàn bộ nông dân té. Nhưng không được rồi, ca lộ lộ, ca lộ lộ. Không, 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 không.
Ui rồi ôi, tang tóc quá. Chuyển màn hình. Vâng, như vậy là đây là game thủ máy của game thủ núi của chúng ta. Vâng, gần thì rất may là vẫn còn một nhúm dân ôm sang chạy sang bên nhà của game thủ núi. Vâng, bây giờ thì núi đang thể hiện với đúng cái tên của mình, nhà toàn núi và rừng. Các bạn có thể thấy là toàn rừng của núi. Bây giờ thì núi cứ trâu dân, sau đấy được Minwan bơm đồ bật 4, thế là xong. Chuyển sang màn hình máy của Minwan thôi, thích xem Minwan ở thời điểm này rồi. Như vậy là 1 lead 2 của Minwan. Bắt đầu đẩy quân ra giữa bản đồ rồi, đứng trước nhà game thủ núi, thủ cho núi, sau đấy núi bật 4, như thế là xong, giải quyết được. Bên kia không biết Tuấn Tiền Hải cầm quân gì. Vâng, bình luận viên Tuấn Tiền Hải bây giờ cũng được nhảy vào cầm chuột. Ở phía bên này kỹ thuật viên Zidane cũng nhảy vào cầm chuột, căng cò. Như vậy là tất cả những ai có cùng nguyên quán ở trên chứng minh. Tôi đang định nói trên chứng minh nhân dân đã vào cầm chuột thì game thủ Chip Boy chúng ta bật 4 ngay lập tức. Bây giờ thì bung dân ra ngoài ăn vàng, rất nhiều nông dân ăn vàng, sau khi bật 4 sẽ bơm đồ cho game thủ màu 5 chúng ta bật 4, như thế là xong. Bây giờ thì Minoan nâng mắc công nghệ và sau đấy bảo kê cho game thủ màu 5 Phan Thị Phẩm của chúng ta bật 4, như thế là xong. Vâng, bên kia Tuấn Tiền Hải cũng bật 4 thành công rồi. Các bạn có thể thấy là bên kia cũng không hề vớ vẩn đâu. Tuấn Tiền Hải là lọt nhà. Chuyển sang màn hình máy của game thủ núi thôi. Đây rồi, núi timeline hiện tại đang là 84 trên. Ồ, như vậy là lọt. Hỏng rồi, các bạn có thể thấy là nhận nhận thấy được sự nguy hiểm của việc game thủ núi có thể bật 4 ở trong những thời gian sắp tới. Liền lập tức ở phía bên kia có một tên ốp vào, chơi giảm lực của nhà game thủ màu 4. Có được hay không? À, như vậy là giảm lực của game thủ màu 5, nhưng tên này có được hay không? Cung A của game thủ chip đâu? Tại sao không bảo kê? Chip ơi! Như vậy là chip. Úi rồi ôi, cả ca to nữa. Không đùa được, không đùa được. Cả ca to của game thủ màu 4 cũng đã đẩy sang bên này rồi. Căng cò rồi. Như vậy là chip đã khạc ra lửa, nhưng giáp mới chỉ là giáp 2. Bên này rất đông lạc đà với những con ca to. Căng rồi. Như vậy căng rồi. Chip đâu? Chip timeline 157 trên 164. Chuyển sang màn hình của một game thủ núi đi, xem núi đã hồi được chưa. Núi vẫn đang là 72 trên 152. Liên tiếp lọt nhà. Như vậy là liên tiếp lọt nhà căng lắm. Bây giờ thì Zidane bơm cho một turn đồ nữa, kích 4 đi. Vâng, kích 4 rồi. Như vậy là bây giờ thì tiếp tục đào vàng và ôi rồi liên tục lọt nhà. Các bạn thấy đấy, lạc đà của game thủ màu 1 đâm mức như thế nào. Mặc dù là cung A của game thủ chip là rất đông, nhưng bây giờ chip đang mất tay quá nhiều mặt trận. Các bạn có thể thấy đấy. Ồ, chip cũng đã tụt xuống 136 rồi. Hỏng căng cò. Gunny đâu? Gunny vẫn đang cái tham 25 trên 64. Vâng, như vậy là 25 trên 64 và có những đơn vị chém đi quản. Cuối cùng là Zidane. Vâng, Zidane timeline cũng 44 trên 64 rồi, không hề vớ vẩn, bây giờ là khá to rồi. Bây giờ thì cho nông dân ăn nhiều vàng vào, cuốc hết vàng đi. Sau đấy bơm đồ cho game thủ núi chúng ta bật 4. Núi cũng có pháo to, núi Roman cũng có pháo to. Vâng, Zidane đánh rất tinh tế, các bạn có thể thấy là một pha ken cả cây gỗ đi, đóng ruộng cho nó đẹp, nông dân về cho nó khỏi bị mắc. Các bạn có thể thấy là Zidane của chúng ta không hề vớ vẩn. Xem những game thủ top 1 nhiều, bây giờ Zidane có nói là đang hoàn thiện dần mình. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục chuyển sang màn hình máy của game thủ chip thôi. Ồ, đây rồi, chip 156 trên 164. Vâng, timeline không ngừng nở ra, tham cung A nó là như vậy. Nhưng pháo to đã có tầm xa hay chưa? Ồ, lùi lại. Vâng, các bạn có thể thấy là gặp cung à, gặp ca to các bạn có thể thấy là như thế nào. Sắp hết cả mặt nhưng không sao. Bây giờ timeline vẫn đang là 137, 139 trên 164 rồi. Hay. Bây giờ thì game thủ của núi chúng ta đã bật 4 thành công, đã có đạp đôi hay chưa? Như vậy là đang điên cuồng xây những nhà BL, chờ đồng đội bơm đồ và bật 4, à xin lỗi các bạn, là và sắp đạp đôi thôi. Rất nhiều gỗ, vẫn đang còn rất nhiều gỗ, xung quanh nhà trữ lượng gỗ vẫn đang còn rất nhiều những cánh rừng nữa. Bây giờ cứ đang bị quản, đang bị những con y Macedonia quản, nhưng không sao. Rất nhiều nhà L đã được thiết kế rồi, đạp đôi đang trong quá trình lên rồi. Bây giờ công nghệ đã lên hết hay chưa? Chúng ta hãy chờ xem công nghệ đã lên hết hay chưa. Vâng, như vậy là vẫn như vậy là con sọc đơn vẫn chưa có giáp và công thì mới chỉ là công 2 thôi. Căng cỏ. Núi ơi, công nghệ. Chúng ta hãy chuyển sang màn hình máy thủ Zidane. Vâng, Zidane bây giờ timeline không hề thua núi, mặc dù là công nghệ đời 3 nhưng timeline không hề thua núi, thậm chí công nghệ còn hơn. Hay, Zidane đánh tốt. Và cuối cùng là bên kia đi sai rồi, như vậy là game thủ màu 3 đi sai rồi. Tỷ số là 1-0 ở trong trận đấu ra quân của Game TV Hà Nội.
Hay, như vậy là Game TV Hà Nội đang thể hiện được cái gọi là chất cờ trên của mình. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong ít giây nữa để đến với trận đấu tiếp theo của Game TV Hà Nội. Xuống để nó dựng rồi sao chèn lên cái màn hình nó dựng màn hình màu màu sáu đang ngồi đây này.